Minh Toàn xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Lời tiên cho phép Minh Toàn xin được tự giới thiệu. Minh Toàn tên đầy đủ là Đàm Minh Toàn, sinh năm 1984. Và Minh Toàn sinh ra và lớn lên tại vùng đất xứ Nghệ, người ta gọi ở đấy là Nghệ An. Chính vì thế mà cái giọng điệu vùng miền ảnh hưởng ít nhiều đến trong quá trình chia sẻ của Minh Toàn, thì rất mong quý vị và các bạn hết sức thông cảm cho cái giọng điệu vùng miền của Minh Toàn ạ. Và Minh Toàn xin chia sẻ sâu hơn một chút, đấy là trước đây Minh Toàn cũng làm rất là nhiều nghề, từ là cái anh sinh viên học trường hàng hải ra làm đóng tàu, cho đến làm kinh doanh ảnh viên áo cưới, và tất cả mọi công việc cũng rất là nhiều nghề rồi. Và Minh Toàn được bén duyên với cái nghề MMO, tức là kiếm tiền online. Và cụ thể hơn ở đây trên nghề kiếm tiền online thì rất là nhiều nghề. Nhưng mà hôm nay Minh Toàn cũng muốn chia sẻ cái quá trình của Minh Toàn sau một cái thời gian mà Minh Toàn tiếp cận với cái nghề MMO. Thì ở đây thì như quý vị và các bạn biết thì cái nghề MMO thì có rất là nhiều cái cách là kiếm tiền. MMO là kiếm tiền, theo Minh Toàn hiểu nó là kiếm tiền ở trên Internet, và cũng có rất là nhiều cách để chúng ta kiếm tiền trên Internet với thời đại hiện nay, thời đại 4.0. nhưng Minh Toàn chọn cái hình thức đầu tiên để kiếm tiền trên Internet, đó là làm YouTube, tức là đi chia sẻ, quay lại những cái hình ảnh, những cái video, sau đó chia sẻ lên cái kênh YouTube, một mạng xã hội, để từ đó là kiếm tiền qua cái kênh YouTube. Và Minh Toàn chọn cái kiếm tiền YouTube là đầu tiên để khởi nghiệp MMO. Chính vì thế mà cũng gặp không ít khó khăn, và cũng bên cạnh đấy cũng có một cái số cái mà hứng thú thuận lợi cho Minh Toàn làm. Thì không biết là các bạn trong cái quá trình mà quay video hay là làm video để up lên kênh YouTube của mình, thì các bạn có gặp có cái khó khăn gì không? Nhưng riêng cá nhân của Minh Toàn thì Minh Toàn gặp cũng không ít khó khăn. Cái khó khăn đầu tiên mà Minh Toàn gặp phải đó là cái sự mà thiếu tự tin khi mà đứng trước ống kính. Ví dụ như là đứng trước ống kính như này, mặc dù là Minh Toàn quay nhiều khá nhiều video rồi, nhưng mà hiện tại bây giờ Minh Toàn đứng trước ống kính như này thì Minh Toàn cũng cảm thấy cũng đang run đấy. Nhưng mà đỡ hơn cái thời kỳ đầu tiên, đấy là cái khó khăn đầu tiên mà Minh Toàn gặp phải. Nhưng khó khăn đấy cũng chưa phải là khó khăn lớn đâu quý vị và các bạn ạ. Mà khó khăn lớn hơn nữa ở đây đó là trong cái quá trình đi quay, thì Minh Toàn gặp những cái ánh mắt, những cái dị nghị mà của người đời, người ta nhìn vào, người ta đánh một câu hỏi, ông này ông quay cái gì, tại sao ông lại quay, xong người ta cứ để ý làm cho mình cũng nhụt chí đi. Đấy là cái khó khăn thứ hai. Và cái khó khăn thứ ba đó là một cái khó khăn mà Toàn nghĩ là tất cả những anh em nào mà đang làm nghề kiếm tiền online, mà cụ thể hơn là cái kiếm tiền qua YouTube cũng gặp phải, đó là khi mà chúng ta đăng một cái video lên kênh của chúng ta và chúng ta chia sẻ video đó lên mạng xã hội YouTube, thì có không ít cái bình luận, không ít người vào bình luận những cái câu mà làm cho chúng ta có thể là nhụt chí, hoặc là làm cho chúng ta là thiếu tự tin, mất tự tin, không dám đi quay video nữa. Đấy là cái khó khăn mà Minh Toàn cảm thấy cũng khá lớn trong cái quá trình mà Minh Toàn làm video. Một khó khăn tiếp theo nữa mà Minh Toàn cảm thấy cũng khá là khó khăn với cá nhân của Minh Toàn, đó là khi mà Minh Toàn làm YouTube thì Minh Toàn phải chăm lo cho cái kênh YouTube của Minh Toàn. Nhưng mà bên cạnh đấy thì Minh Toàn cũng đang làm cái công việc là làm công ăn lương. Chính vì thế mà Minh Toàn không thể bỏ được cái công việc làm công ăn lương hàng ngày để nuôi cơ sống hàng ngày với gia đình cả nhỏ của Minh Toàn, về cơm gạo áo tiền hàng ngày để theo cái nghề MMO này từ đầu luôn. Mà Minh Toàn muốn lấy ngắn nuôi dài, tức là Minh Toàn làm hàng ngày, chi phí hàng ngày cho cái gia đình nhỏ, bên cạnh đấy Minh Toàn vẫn làm MMO. Đấy là chính vì thế mà cái khó khăn tiếp theo mà Minh Toàn muốn nói đến, đó là cái khó khăn là cái thời gian, về cái thời gian để chúng ta làm video. Đấy là những cái khó khăn mà cá nhân của Minh Toàn
cũng như là Toàn nghĩ là các bạn khi mà làm YouTube hoặc hay là kiếm tiền MMO, kiếm tiền online cũng gặp phải một số cái khó khăn đâu đấy cũng giống như các bạn. Và bên cạnh đấy thì có những cái sự thuận lợi, đó là Minh Toàn có một cái điện thoại mà Toàn đang quay video để gửi đến quý vị các bạn ấy. Thì bây giờ Minh Toàn làm và Minh Toàn dùng điện thoại này, Minh Toàn đi đâu Minh Toàn cũng có thể là Minh Toàn quay video ở đấy và Minh Toàn chia sẻ. Ở đây Minh Toàn có một cái suy nghĩ, đó là các bạn thì chia sẻ lên kênh mạng xã hội là Facebook, nhưng với Minh Toàn là Minh Toàn chia sẻ lên kênh YouTube. Chính vì thế mà Minh Toàn cảm thấy làm video nó không phải là vất vả lắm, trừ lúc mà thời gian mà mình nó căng quá, tức là công việc hàng ngày nó ép buộc quá khi mà mình không làm được video. Đấy là cái thuận lợi của Minh Toàn. Và bên cái cạnh thuận lợi thì Minh Toàn cũng xin được bật mí thêm cho đến quý vị và các bạn cái thuận lợi của Minh Toàn, đó là Minh Toàn cũng biết đến nhiều cái khóa học ở trong kiếm tiền online, nhưng mà rất là hữu duyên, có duyên gặp được thầy Dương Tinh Hiếu, và Minh Toàn cũng có theo dõi thầy và được thầy chia sẻ dìu dắt chân bước. Thì Minh Toàn đấy cảm thấy đấy là một cái thuận lợi và nhiều cái điều bổ ích mà thầy chia sẻ để cá nhân Minh Toàn có thể là thấu hiểu và áp dụng trong cái cách làm của Minh Toàn. Đấy là cái sự mà Minh Toàn cảm thấy thuận lợi. Bên cạnh đấy thì là buổi tối về thì là vợ cũng biết là Toàn làm kiếm tiền online nên cũng hiểu được cái cảnh của người làm kiếm tiền online. Và Minh Toàn có rút được những cái đồng tiền từ YouTube về, thành ra vợ cũng biết được đấy là cái điều mà kiếm tiền trên mạng là có thật, nên vợ cũng khá là ủng hộ Minh Toàn. Đấy là cái thuận lợi của Minh Toàn. Và khi mà Minh Toàn bén duyên có duyên gặp được thầy Dương Trung Hiếu thì Minh Toàn học được rất là nhiều điều. Đặc biệt Minh Toàn có một cái mà Minh Toàn học được ở thầy cực kỳ là Minh Toàn thấy rất là hay, đó là chúng ta hãy đơn giản hóa mọi vấn đề. Kể cả trong cách làm video ở đây thì chúng ta cũng đơn giản hóa mọi vấn đề. Chúng ta có thể chia sẻ được gì mà cảm thấy hữu ích, cảm thấy chia sẻ đến cho mọi người cảm thấy hữu ích được là chúng ta chia sẻ. Và phải có một cái tính kỷ luật cao. Đấy là hai cái mà Minh Toàn học được từ thầy Dương Trung Hiếu, một người thầy mà Minh Toàn cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Riêng cá nhân Minh Toàn thì cảm nhận về nghề MMO là một cái nghề mà bây giờ là cái xu thế rồi, là xu hướng mà bây giờ mình mà không làm nữa cũng khá là muộn. Là một nghề mà kiếm tiền online, tức là mình không phải bị động về thời gian. Cộng với kiếm tiền online ở đây, nghề MMO là một cái nghề mà chúng ta có thể là tạo ra được những cái thu nhập từ Internet, và chúng ta cũng không phải là mất công mất thời gian hay là bỏ công sức đi làm việc hay là về lâu về dài. Thì cái nghề MMO với cá nhân Minh Toàn cảm thấy đấy là một cái thu nhập thụ động mà giúp cho cái kinh tế của Minh Toàn sau này. Đấy là cảm nhận về nghề MMO. Tương lai của Toàn thì bây giờ Toàn cũng không dám chắc được tương lai của mình, nhưng Toàn biết được, có thể biết được cái hướng đi của mình. Đấy là Minh Toàn đang theo cái nghề MMO, tức là cái nghề mà kiếm tiền online. Và chính Minh Toàn cũng đã kiếm được những cái đồng tiền nhỏ bé thôi nhưng cũng từ online, nên cảm thấy cái đồng tiền mà kiếm tiền từ online nó là có thực và rất là tuyệt vời. Khi mà Minh Toàn kiếm được những cái đồng tiền mà từ thu nhập thụ động như thế này thì, hay là nói chung là kiếm tiền ở trên Internet được rồi, thì Minh Toàn cảm thấy là từ một người không biết gì cho đến lúc mà chúng ta kiếm được những cái đồng tiền từ Internet là một cái quãng đường mà không ít người đã bỏ cuộc. Chính vì thế mà Minh Toàn đã kiếm được những cái đồng tiền đầu tiên, và Minh Toàn biết được cái giá trị khi mà chúng ta kiếm được những cái tiền online đấy. Thì mà với một mong muốn của Minh Toàn là sau khi mà Minh Toàn đã kiếm được những đồng tiền đấy và Minh Toàn đúc rút ra được những kinh nghiệm, thì Minh Toàn sẽ muốn chia sẻ đến cho toàn thể quý vị và các bạn. Ai có nhu cầu
mà muốn kiếm được những cái đồng tiền online thụ động hay là theo kịp thời đại, thì cá nhân Minh Toàn luôn sẵn sàng chia sẻ và cầm tay chỉ việc cho toàn thể quý vị và các bạn, những ai quan tâm và tin tưởng vào cái nghề kiếm tiền online cũng như là tin tưởng vào Toàn, thì Toàn không bao giờ ngần ngại để chia sẻ những cái kinh nghiệm mà Minh Toàn đi từ cái con số 0, tức là từ một người không biết gì, internet cũng là mới vọc vánh, máy tính cũng là mới vọc vánh, nhưng mà cũng bây giờ cũng có những cái đó, cái thành công nhỏ nhỏ. Chính vì thế mà Minh Toàn luôn sẵn lòng và muốn ao ước được chia sẻ đến cho quý vị và các bạn. Thì rất mong quý vị và các bạn ủng hộ kênh của Minh Toàn, và nếu mà ai mà có nhu cầu thì có vấn đề gì về MO xin hỏi comment ở dưới video này, thì Minh Toàn sẽ sẵn lòng chia sẻ thật lòng đến quý bà con cô bác. Thì cuối cùng Minh Toàn chẳng biết nói gì hơn, xin kính chúc quý vị và các bạn cùng với bà con cô bác một cái cuộc sống luôn vui tươi, hạnh phúc và viên mãn. Chúc cho cái kinh tế của các bạn sẽ đạt được cái ngưỡng mà các bạn mong ước. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.